cho ý kiến về dự thảo luật công chứng sửa đổi tại phiên thảo luận ở hội trường vào sáng nay. Có ý kiến ủng hộ việc giới hạn độ tuổi công chứng viên không quá 70 tuổi để nâng cao chất lượng của đội ngũ này. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng việc quy định như vậy sẽ lãng phí nguồn lực của xã hội. Như sau. Nhấn mạnh công chứng viên cao tuổi là người có nhiều kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề công chứng. Do vậy, đại biểu cho rằng việc dự thảo luật giới hạn độ tuổi hành nghề công chứng là 70 tuổi sẽ gây lãng phí nguồn lực xã hội. Hiện nay chưa có bất cứ khảo sát đánh giá liên quan đến việc công chứng viên trên 70 tuổi không đảm bảo điều kiện về sức khỏe và trí tuệ minh mẫn để hành nghề công chứng. Ở chiều ngược lại, đại biểu Tô Văn Tám cho rằng quy định về độ tuổi hành nghề sẽ giúp nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên. Dự thảo bổ sung công chứng viên không quá 70 tuổi ở khoản 1 điều 8. Chúng ta biết dịch vụ công chứng là dịch vụ do nhà nước ủy nhiệm. Nó đòi hỏi về năng lực, trí lực và yêu cầu cao, về nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp hoạt động công chứng. Đồng thời, quy định như vậy nó cũng phù hợp với xu hướng chung của thế giới, cho nên tôi... Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc thêm, trường hợp cần thiết phải quy định miễn nhiệm với công chứng viên đã quá 70 tuổi, thì nên kéo dài thời gian chuyển tiếp hiện nay là 2 năm để công chứng viên này xử lý các công việc, bảo đảm quyền lợi của mình đối với thương hiệu, cũng như tài sản vốn góp của mình trong tổ chức hành nghề công chứng.